Minh Ngọc Vlog xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 âm lịch năm 2023, tại chùa Phước Linh Cần Đức Long An có tổ chức ngày buổi lễ tụng kinh ngày Vu Lan báo hiếu. Nay mình sẽ vào chùa quay lại buổi lễ chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn. Minh Ngọc cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị gần xa có một ngày chủ nhật an lành, nhiều sức khỏe nhé cả nhà ơi. Giờ mình sẽ quay lại video chia sẻ đến quý cô chú anh chị, mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nhé. Chùa rất là đông nha cô chú anh chị. Mời cả nhà xem múa lân cho vui nha. Thank you.
tiết mục do các thầy yêu cầu nha. Thank you.
Giờ đoàn lên cũng đã múa xong rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ chuẩn bị đi ăn cơm chay tại chùa nha cô chú anh chị. Giờ mình sẽ di chuyển vô phía trong dùng cơm chay nhé cả nhà. Đây cơm chay sẽ như thế này nha cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cơm chay với mình nha. Video đến đây cũng xin kết thúc nhé cả nhà. Nếu cả nhà yêu thích video của mình, xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và một chia sẻ nhé cả nhà ơi. Mỗi lượt thích và đăng ký kênh và chia sẻ của cả nhà sẽ là động lực to lớn đối với Minh Ngọc Vlog nha. Video đến đây cũng xin kết thúc. Hẹn cả nhà vào video lần sau. Cảm ơn cả nhà nhé.